Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp N, ở tại N. N đây là danh từ chỉ địa điểm. Chúng ta sẽ học ngữ pháp này trong bài số 3, giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. N, E, S gắn sau danh từ chỉ nơi trốn, chỉ ra địa điểm xảy ra của hành động. Các bạn chú ý, chỉ ra địa điểm xảy ra của hành động. và ESR kết hợp với danh từ chỉ nơi trốn đối với danh từ không có bắt chim như là Seoul, Tokyo thì là không có bắt chim đi với ESR danh từ có bắt chim cực trang ESR cực trang thì chúng ta thấy ESR đây không quan trọng danh từ, danh từ chỉ nơi trốn ở phía trước nó có bắt chim hay không luôn luôn đi với ESR đó là ở tại địa điểm đó chúng ta sẽ làm cái hành động nào đó. Các bạn lưu ý, ở địa điểm làm hành động nào đó nhé. Ví dụ, Seoul Tae Kyo Eso, Hàn Quốc Rơn Công Vu Heo. Hàn Quốc Rơn đây là học tiếng Hàn Quốc. Thì ở đâu ạ? Seoul Tae Kyo là ở. Cực trang Eso, Yung Hoa Rơn Pai Cực trang Eso, Yung Tức là xem phim ở cực trang cực trang tức là dạp cho phim chi bề sơ bà bươn mò gầy chi sơ bà tôi ăn cơm ở nhà nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmỹ.vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucukohasashimita. Bye bye.